Ôi, chào Thu nha. Sao biết chú Phèng Phèng đến? Cho con kẹo này. Ở đi nhanh nhanh về nhà, không nắng quá nhanh lên. Ôi, lần nào đến thì cũng ra đón Phèng Phèng. Phèng xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Phèng. Nay Phèng vào nhà chị Máy chơi các bác. Cũng khá lâu rồi chưa vào thăm nhà chị. Nay vào thăm chị với cả bé Thu. Đưa các quý khán giả, các bác lần trước giúp cho chị có ngôi nhà, thăm lại chị. Đây, chính là ngôi nhà của chị Máy. Con ăn gì chưa? Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi à? Trời, lớn thế nhỉ? Tóc dài thế nhỉ? Xinh gái nhỉ? Đấy. Dép đâu con không đi mà con lại đi chân đất này. Hả Thu? Dép con đâu? Nhà. Đấy, đây này. Nhà chị Máy có vườn đỗ sai quả chưa? Đi vào nhà đi con, không nắng quá rồi. Lúc nào cũng có rau bao. Đấy, có tía tô này, có cây cà này. Đấy, cái cây này, những cái cây rau này thì là mẹ giúp là trồng. Nhưng mà đến lúc mà thu hoạch hái quả để ăn là chị tự làm. Bên này có cây thuốc lào này, tía tô này, cây cà này. Chào người đẹp nhá. Người đẹp này có áo đẹp thế nhở? Mua từ bao giờ? Cây mía ngoài này ai trồng đây? Tốt thế. Mía ngoài này ai trồng đây? À thế là bà trồng cho em Thu đây à? Rau bao này cứ ăn vặt nó hết cái ngọn đi nó lại mọc tiếp nhỉ? Trồng một lần ăn mãi mãi các bác này. Đấy. Nhà chị Máy cứ vào là có loại rau này ăn rồi. Rau bao. Quanh năm chỉ rau bao. Ngoài này chỗ này là... cái chỗ này mới vơ cỏ đi để là trồng cái gì đấy chị? Đi vào đi, không nắng quá rồi. Đứng đây này. Đấy chị. Nhà chị Máy các bác rộng. Sân sạch sẽ. Trong các ngôi nhà làm là nhà chị Máy là biệt thự to nhất, hoành sờ tráng nhất. Đấy. Và Phèng Phèng bị chửi nhiều nhất. Thế thì nhờ em Phèng đau đầu với chị rất nhiều mới được cái nhà đẹp thế này. Yeah. Không quên Phèng Phèng là được. Nhưng mà hôm nay sạch thế nhỉ? Chắc là vừa gọi điện bảo đi xuống là quét nhà. Hay là quét. Chị quét nhưng mà không sợ lấy mẹ đi lấy đâu lần qua thì em chị lại bảo em hôm nay xuống đấy thì mẹ lại giúp quét. Thế à? Đây các nhà hảo tâm trên kênh YouTube của Phèng Phèng giúp chị Máy ngôi nhà, đặc biệt là cái ngôi nhà này được ông Hy là giúp rất nhiều. Ông Hy giúp cho trấn xong cửa này, gạch lát nền này. Đấy, ông giúp cho rất là nhiều. Nhà mát thế nhỉ? Đấy, ui sạch thật đấy. Nhà như nhà thành phố này chỉ cần có một ít sơn nữa là sơn vào là đẹp. Ơi mày nhớ chú gì không? Chú gì nhỉ? Chú gì nhỉ? Chú gì nhỉ? Chú Phèng bảo đi. Chú Phèng nhỉ? Đây con, đây con, đây đây, thu. Nhưng mà con xem trong điện thoại thấy chú Phèng toàn nhắc chú Phèng bảo nó thì chú Phèng không đến thôi nhỉ. Đấy thì thoảng đến làm gì nữa. Chị ăn cơm chưa? Chưa, đang nấu. Đang nấu đấy à? Ăn nấu cơm với gì? Nấu rau thì sáng nay nấu một ít bột cà và một ít cà chua. Hôm trước có một bác ấy ở dưới xuôi, bác ấy bảo bác ấy bị bệnh ung thư gan hay sao ấy. Nhưng mà mắt bác vẫn còn sáng, bác muốn hiến giác mạc cho chị. Hiến cái giác mạc ấy. Nhưng mà do là không biết là bây giờ gia đình là bác ấy chỉ hiến cho thôi, còn đâu cái chi phí phẫu thuật các thứ để cho mình nhìn thấy ấy, là nó cũng tốn kém lắm. Nên là Phèng bảo là bây giờ phải hỏi gia đình đã bây giờ. Đấy. Nhưng mà chị đã bị mù lâu rồi chẳng biết còn được không? Được. Thay cho chị mắt khác. Thôi nhưng mà sửa cái giác mạc thôi. Sửa cái cân mắt của chị đã chết rồi thì lấy. Bác muốn bảo là muốn hiến giác mạc thì mắt của chị là không phải là hỏng giác mạc đâu chứ, bị hỏng hết từ trong rồi. Hỏng cả con ngươi, hỏng hết rồi gì nữa. Vâng. Thì giờ nó bây giờ mình thay cái khác vào nó là không nên.
Vâng, một bên kia là bị tịt hẳn bên kia rồi à? Bên này trước bị mình ngã xong đâm bị cái cây cây mình làm cây sào để ấy thôi quần áo đi nói xong là mình đâm bị cái cạnh nó xong là bị vỡ cái con người kia xong bị moi cái hàn mắt kia moi ra rồi còn bên này chưa moi mà vốn từ trước nó cũng bị nổi hạt trắng cả hai cái con nhìn thấy thôi. Thì cái này thì vừa đâm kia đi mua moi ra. Nó chị thế là phải phẫu thuật moi ra. Ừ, cái này phẫu thuật moi ra chứ mà nó vốn không nhìn thấy rồi xong chị đi chị ngã đâm bị cái cây ấy, cái cọc cây gì ấy xong là bị vỡ cái hạt mắt rồi thì đi moi ra. Vâng. Đấy, thế là bây giờ mà có giác mạc thì cũng không có đồng tử, cũng có con ngươi thì cũng không được. Còn bên này thì có nhưng mà vẫn không nhìn thấy đâu. Bên đấy thì nó cũng đục hết rồi chị nhỉ. Bên kia là lúc nào nó cũng rỉ nước ra đúng không chị? Vâng, lúc nào nó cũng ra nước mắt. Là lúc nào cũng phải có cái khăn chấm đi đúng không? Vâng. Đấy, cái khăn chấm như cứ quệt tay thì bẩn. Thế là bây giờ không nhìn thấy một tí nào luôn đấy, không thấy mờ mờ gì cả. Không nhìn thấy mờ mờ đâu hả? Tất cả đen xì hết à? Vâng. Vâng. Thì nếu mà bị cấy ra mà chả biết còn thấy không? Cái đấy thì phải nhờ các bác trên kênh, các chuyên gia giúp tư vấn chứ bây giờ Phèn cũng không biết đâu. Giác mạc em nghĩ là nếu mà chỉ kiểu nó chỉ viêm giác mạc hay như nào thay thì được. Vâng. Chứ đây là hỏng cả đồng tử, cả con ngươi, cả các thứ rồi. Vâng, hỏng cả một thứ thế này nhìn không thấy thế nào rồi, dù hiến chả biết còn được không. Vâng, đấy bác hay xem kênh nên là xuống hỏi gia đình để bác biết. Thì hôm trước bác cũng gọi điện thì Phen cũng có ghi nhận, cũng cảm ơn bác rất là nhiều. Bác bảo là bây giờ bác không còn sống được lâu nữa, bác ấy cũng muốn chia sẻ những cái phần đấy, các bộ phận trên cơ thể để giúp cho những người khác, thì bác thương chị đấy, nhưng mà cái này còn cũng không biết. Đấy. Thế bác ấy có lớn tuổi chưa? Bác lớn rồi, cũng 50-60 tuổi rồi. Thế à? Thế bác ý còn thương chị mà muốn hiến cho chị thế chị cũng rất là cảm ơn, nhưng mà cái chi phí ra mình đi phẫu thuật kia chả biết nó mất bao nhiêu tiền, với lại không biết còn được hay không, cái này thì chị cũng chưa biết được, thì có khi chị cũng không dám nhận đâu. Cái này phải từ từ để cho các bác trên kênh các bác cái tư vấn giúp thêm, bởi vì trên kênh cũng có nhiều các bác sĩ, các giáo sư rồi các người có chuyên môn, người ta đã nghỉ hưu hoặc là đang có cái công việc chuyên môn người ta biết được, thì các bác tư vấn giúp. Là bác ấy bảo bác ấy sẽ muốn hiến giác mạc cho chị, còn đâu chị thì mắt hiện tại thì Phèn thấy là đồng tử, con ngươi các thứ là cũng hỏng hết rồi. Vâng, vẫn hỏng hết rồi mà không nhìn thấy cái gì đâu, mà không nhìn thấy mờ mờ đâu mà. Thế 11 rưỡi là bây giờ mà chưa ăn cơm á, chưa nấu cơm à? Vâng, chị đang nấu cơm rồi. Nấu cơm với gì? Nấu cơm rồi, nhưng mà chị nấu rau. Mỗi cơm không thế à? Vâng. Hôm nay này không có thịt à? Không, hôm nay đi chợ, đi xuống đây nhưng không có chợ nào nó bán. Hay là bó tay, hay là mua tạm gói bánh. Sao đâu. Vâng. Em đi xuống nhà một bé ở dưới kia. Một em bé, em năm nay có 8 tuổi thôi. 8-9 tuổi sao? Mất mẹ à? Không, bị suy thận. Suy thận á? Người bình thường là có 2 quả thận. Nhưng mà em đấy chỉ có 1 quả thôi. Và sao mà biết nó có mới 1 quả nó ấy? Đi khám ở bệnh viện trung ương về rồi. Nó yếu à? Vâng, nó người nó yếu, cơ thể nó yếu máu. Đi kiểm tra đi kiểm tra khám xét thì là có 1 quả thận thôi. Nhưng một quả đấy nó lại là bị đang bị suy rồi. Quả đấy là nó không khỏe. Thì là nếu mà một quả nó khỏe thì còn được, nhưng một quả đấy nó đang yếu dần đi. Nên các bác sĩ bảo là nó chỉ tồn, quả đấy nó chỉ có thể là khỏe trong vòng 3-4 tháng nữa thôi. Là quả đấy nó yếu đi. Thì bé thôi mà, cả một mầm non tương lai, cả một cái giai đoạn sống dài sau này ấy. Có một bác ấy gửi cho 1 triệu thì Phen đến để trao lại 1 triệu đấy cho gia đình. Vừa gọi điện cho bố em đấy thì hôm trước bảo là gọi điện thì bảo là em đang đi Hà Nội cho con khám lại. Bác sĩ xuống chỉ cho thuốc về uống thôi. Còn
Sau đó là em lại hôm qua thì lại bị sốt, thì mẹ đưa ra viện. Thằng cò lúc đầu nhìn nó béo béo nhưng mà không phải, hóa ra nó bị phù lên. Bây giờ thận là cái cơ quan để lọc máu, lọc máu ấy. Bây giờ thận nó hỏng, nó không lọc được máu thì là bây giờ máu nó không sạch, là nó phù lên, giống như kiểu mấy người suy thận ấy toàn đều phải đi lọc máu đây. Cái em bảo về thăm kia. Ở dưới Ngọc Linh kìa. Biết nhà nào không? Em biết. Người Giao là người gì? Người Giao hay sao, hay cũng người Tày không? Người Giao rồi. Em cũng không hỏi là người gì, nhưng mà ở dưới Ngọc Linh nó hay Ngọc... có người Giao, Giao trắng này. Giao nó đổi đầu trắng này. Đấy em đấy thương quá, bé tí nhá. Đây tí nữa đi xuống thì qua đây thăm chị chút, xem qua nhà cửa sạch sẽ. Đấy, đi ngó qua cho các bác xem lại. Nhà chị là có nhiều lộc lắm nhá. Nè, tổ ong siêu to khổng lồ ở trên này này. Ong ở nhà vào nhà là có lộc đấy. Chị cũng không biết nữa. Đấy bảo vào nhưng mà chị cũng không nhìn thấy. Nhưng mà thấy thì phải cái ong hay bà vào thì bảo có con ong vào nhà chả biết chị hay con. Ong vàng luôn. Đấy, ong vàng là có lộc đấy. Chị cũng không biết nữa. Thấy có người, người ra có người thì này bảo tận chỗ chị. Thấy thì có người thì này bảo không biết được. Ai cho chị, à quên, à, hai bao lúa này của chị đấy à? Hay của bà đấy? Của các em trai trong nồi phơi xong đấy đi chơi hết, nhưng mà các em trai bảo thế dù sao chị cũng không có thắp, không có gà bán đâu thì gửi lại cho chị ba bao này. À thế là công phơi nhờ sân đấy à? Chê với cả đảo lúa cho đúng không? Chị không biết đảo lúa đâu, bà về giúp đảo thôi, chị đảo nó không được đều đâu. Thế là cho mình hai bao à? Vâng. Hai bao này là được khoảng bao nhiêu cân? Mỗi một bao chắc 40-45. Nói chung là được hơn một tạ nhỉ. Đây đây có hai bao rưỡi mà, có phải ba bao đâu. Đã sát tí nào chưa? Chưa. Đấy, nhà chị mát này, bé Thu nằm ngủ rồi. Các bác ngoài trời nắng nhá, nắng rất gắt luôn, nhưng mà trong nhà lại mát. Đây, cho các bác xem lại ngôi nhà. Ngôi nhà thì là xây thì chắc đấy. Và đổ dầm ngoài này. Đáng nhẽ là làm hiên tây thì đổ dầm này, nhưng cũng không cần đấy, đổ cái dầm đấy. Ở trong này thì là bếp đấy, bếp đây, bếp nò này để đun, nhưng mà chỉ đun nước cũng đơn giản thôi đấy. Còn bên này thì là bếp là có chạn bát này, tủ treo này đấy, có bếp ga này đấy, giống như thủ đô luôn, giống như thành phố luôn, sạch bóng luôn đấy. Chắc là bà vừa giúp dọn đấy, trên này là mọi người cũng giúp dọn luôn, làm cả quả trần trên này nữa. Gác xếp ở trên này thì là để cho nó đỡ bụi, đỡ nóng. Có để cái gì trên này không chị? Không để gì đâu đúng không đấy. Nhà chị giờ quá là hoành tráng rồi. Bếp, chậu rửa, bồn rửa các thứ là làm nát gạch hết, sạch sẽ. Chỉ có mỗi sơn thôi, là chưa có. Này sơn thì mất khoảng mấy triệu nữa là đẹp, lung linh. Nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà tắm, nhà vệ sinh này thì đổ gác xếp ở trên này. Đổ trần ở trên này, xong rồi để cái téc lư ở trên kia. Nhà tắm đây, nhà vệ sinh bên này. Nhà tắm thì cũng là toàn bằng gạch lát nền ra và gạch ốp tường sạch sẽ. Đây bên này có một cái cửa đi vào nữa. Thu là năm nay đã đi học chưa nhỉ chị nhỉ? Cuối năm nay đi học rồi. Đi học rồi, bây giờ ai đưa đi hả? Chị phải ngay từ đầu làm nhà là phải bảo giúp là đưa đi học ấy. Bây giờ các anh, các chú, các bác là phải giúp đưa đi học, chứ không đi học là không được đâu. Chị không nhìn thấy đúng cách nhà trường xa thì nó cũng không tự đi được, nên chị cũng không đưa được đấy. Thế là nhà này là chị ở nha, sau này là con gái chị ở nha, Thu nha. Không cho ông nào đâu nha, không cho ai đâu nha. Không biết nên cho ai đâu mà. Làm nhà này là làm cho con chị, hai mẹ con đấy nha. Không phải lúc lại cho người khác thì chết đấy. Đấy các bác vào bên này thì hai mẹ con ngủ một bên này thôi đúng không? Vâng, còn một bên thì toàn lo thì em gì về thăm thì cho ngủ, hay là ông bà lo về chơi thì cho ngủ.
đây giường bên này là hai mẹ con ngủ đây. Cũng chưa có cái cánh cửa nhưng mà làm được trần hết rồi này. Nó gác xếp hết rồi này. Gác xếp này nó đỡ bụi, đỡ nóng. Nhưng mà thực ra nhà này mái tôn nó cũng chẳng nóng đâu mà. Nhà chị mát luôn. Ở trong nhà mát lạnh luôn. Nhà xây rất đẹp luôn. Nhưng mà chưa có tiền làm cái cửa sổ thì... Chưa có tiền làm cửa sổ thì cứ từ từ thôi. Nó chỉ dính phòng ở này thôi đúng không? Nếu mà mặt trời nóng thì nó chỉ dính phòng này thôi đúng không? Đấy, đấy điện bên này có sáng không? À đấy, điện bóng led tiết kiệm. Đường điện chìm các bác nhé. Đây. Trước ông Hy giúp làm đường điện chìm. Nhưng mà đường điện chìm này đáng nghĩa là cái kỹ thuật đến làm đường điện cho mình là họ phải vẽ lại sơ đồ cho mình biết. Ví dụ như là như này. Hạn lúc đó hỏng ở đâu thì mình còn biết được mà sờ mò. Không là đục tường tìm mãi không thấy. Chị xem nấu cơm đi, cho trẻ con ăn đi. Em chơi một tí rồi em đi thôi. Em đã ăn cơm chưa? Không, em đi xuống dưới kia rồi em còn đi về. Từ đây xuống, từ nhà Hà Giang xuống nhà chị, xong rồi đi Ngọc Linh nữa, xong rồi đi Gia Vị Xuyên, đi về. Đi một vòng to đấy. Không, chị nấu cơm cho trẻ con ăn đi. Chị nấu rồi, nhưng mà chưa cơm chưa chín rồi. Đâu, chị đứng dậy em xem có gì không? Hả? Xem có gì không? Có gì ăn không? Hay là lúc nào ngồi pệt ra nhà này à? Mát nhỉ? Đi. Bây giờ là đi dễ dàng ở trong các phòng hết chưa? Nhớ chưa? Nhớ hết không? Mang đây cho chú. Ăn 3 4 cái thôi nha. Ăn cái này thôi nha, để ăn cơm nha. Thấy chưa? Ừ. Đây chị nấu cơm đây rồi. Cắm được mỗi loại cơm rồi đúng không? Ừ. Ui nóng thế, thò tay vào đây. Với lại còn một tí quả cà kia nấu trong nồi đấy. Đâu? Đây. À, ai nấu đây? Chị nấu. Chị nấu à? Ừ. Nấu từ sáng à? Vâng. Thế còn nồi to này có không có gì à? Không có gì đâu. À. Thôi hai mẹ con ăn cơm đi. Em hôm khác ăn, hôm nay không ăn. Vâng. Giờ hôm mấy hôm trước kia em mấy chú Quân vào chỉ còn quên không được mời hai em ăn cơm ở đây. Quên. Đi xong rồi chị mới nhớ. Mới nhớ à? Mới buồn cười. Mới buồn cười à? Tưởng phải phải xấu hổ chứ buồn cười. À. Và chú Quân là chị... Thôi hôm nay em không ăn cơm đâu. Hôm nay em đi xuống nhà cháu cái bé đây đã nhá. Qua thăm nhà chị cùng cái tuyến đường đây xuống thăm nhà chị chút. Xong là bao giờ có thời gian lại xuống thăm tiếp. Nhà cửa cứ sạch sẽ, ăn ở gọn gàng, cho trẻ con đi học là vui rồi. Có lấy ông nào thì bảo ông ấy về đây ở thôi. Nhưng còn đâu không đi chỗ khác nhá. Vâng, không có ai lấy mình đâu. Ơi, chú về, Thu chào chú chưa? Chào chú đi. Chào nha, bye bye nha, ngoan nha. Ừ, dạo này lớn tướng rồi. Lần trước về đây nằm ngoài nhà năm ngoái bé tí rồi. Vâng. Giờ lớn rồi. Cảm ơn các nhà hảo tâm giúp nuôi thì nó cũng càng ngày càng cao lương lớn hơn một tí rồi. Nhưng mà nó nghịch ngợm lắm. Trẻ con mà. Ừ. Sắp dẫn mẹ đi chơi khắp nơi được rồi. Lớn là... Thì em bé thì đứa nào là thế. Chịu khó bảo nó dắt đi chỗ này chỗ kia. Mai kia lớn nó còn dắt đi chơi đây đó. Bây giờ ngày xưa chị đã không nhìn thấy. Chị lại ở cái nhà bé tí. Mai kia nó lớn lên. Bạn bè rồi mọi người nó xấu hổ. Bây giờ nhà to rồi. Thì là đỡ ngại với các bạn rồi. Cái nhà to thì cảm ơn em tên với ông Thị. Với lại mọi người nhà học tâm giúp. Được chị được cái nhà to đẹp thì chị rất là cảm ơn nhiều lắm. Vâng, thôi em đi nha, chào nha. Bye bye con nha. Ừ. Chị bảo con ăn cơm với hai mẹ con. Thôi em đi không xuống dưới kia muộn ấy. Xuống nhà cháu, bố cháu đi làm thợ xây. Đấy, mẹ đưa trẻ con, đưa bé đấy đi ra ngoài bệnh viện. Còn đâu, đi thợ, bố đi thợ xây bảo là chưa em mới về được. Giờ Phen sẽ sang nhà em đó, trao 1 triệu, cái số tiền 1 triệu của một cô gửi. Đấy, cô không nói tên, Phen xin gửi lại cho cháu. Cũng mong là hỗ trợ được cho cháu một chút, 1 triệu trong cuộc sống. Cũng mong là mọi điều tuyệt đẹp nhất.
tốt nhất đến với gia đình. Mấy hôm trước vào, lần trước tập trước em quay video nhưng mà không dám nói là cháu bị ốm như thế, sợ cháu tủi thân khi khóc ấy, nó còn chưa biết đấy các bác. Giờ các bác chờ Phen đi sang bên đó. Từ đây đang là chỗ này đang là thôn, bên này là đang Linh Hồ. Đấy, sang kia là thôn Ngọc Linh gì đó, bên xa lắm. Đấy, chỗ này này, đi tít sang kia cơ. Phen đi từ Hà Giang xuống đây khoảng 30 cây, từ đây xuống Ngọc Linh khoảng tầm 20 cây nữa, 50 cây. Không phải đi ra thị trấn Vị Xuyên ông đi về. Phen vừa mới vào đến nhà của em Tài, bé suy thận nhưng mà cháu lại bị ra viện rồi các bác. Hôm trước là đi Hà Nội lên, sau đó là bị ốm, bị sốt nên là phải ra viện. Đây Phen đang đến bệnh viện huyện Vị Xuyên. Sau đó là Phen vào xem là cháu ở đâu, đang bảo là ở khoa nhi nhưng mà chưa thấy. Để gặp cháu tí. Đang không biết để xe đâu, chắc là để đây quá. Để ngoài này cho nó mát. Khổ thân em bé, lúc nào cũng đi viện. Bé tí thôi các bác ạ. Em ấy còn sống, cái thận ấy, nó còn khỏe được trong vòng 3-4 tháng nữa. Ở khoa nhi hả em? Thế bác sĩ bảo là không được đi lại nhiều à? Hôm trước vừa ở dưới Hà Nội lên đúng không? Lên được lâu chưa? Em vừa lên hôm 30 ạ, sáng 30. Thế là mùng 1 vào đây luôn à? Thế được một ngày thôi à? Vâng ạ, nó mệt với là nó sốt cao để đi vào bên luôn ạ. À. Phòng này có bao nhiêu người ở? Phòng này đông lắm, ở đây đông lắm. Tập, ở tập thể luôn à? Vâng ạ. Đâu? Ừ. Khánh ơi. Thôi, kệ con. Đang ngủ à? Không, đang ngủ rồi, Khánh ơi. Thôi kệ con. Khánh ơi, dậy bác Phen vào thăm con này. Ờ, thôi kệ nó. Thế là hai mẹ con ngủ ở đâu? Ở đây ạ. Ngủ ở đây luôn là ghép giường mà ngủ à? Vâng ạ. À. Con dậy đi, xấu hổ ạ. Ừ. Nó không ngủ, nó cứ đi dậy dậy này, bác Phen không còn. Nóng này đắp chăn gì thôi kệ. Nó ăn được gì không? Ừ, nó ăn được thì mà nó ăn ít thì ăn. À thế à? Ừ. Thế là khám ở dưới kia thì họ bảo gì? Cháu là không hỏi nữa, bây giờ là 28 tháng 8 này là hai bố mẹ về xét nghiệm xem ai tương thích hơn thì để ghép. Thế là cháu bây giờ cháu biết chưa? Cháu mình nói là cháu cũng biết rồi ạ. Ăn được gì không? Còn nhớ bác không? Thế nào về ở đây là truyền mới tiêm thôi à? Cầu máu thì nó tăng cao ấy. Ừ. Đợt này hồng cầu lại tăng lên à? Ừ. Thế là bao nhiêu lâu nữa thì về dưới kia để xét nghiệm em với chồng ấy? 28 tháng 8 ạ. Ừ. Để xét nghiệm cho cái cháu về thì hôm nay về thì bác sĩ là thuốc bảo hiểm là không có, còn em phải tự mua tiêm là 220 một mũi. Ừ. Ở dưới kia là em mua lên tiêm là mua 2 tháng là 16 ống. Thôi để cho con ngủ. Hôm trước anh đến có một bác ấy gửi cho con nhé, để cầm để chữa trị thuốc thang, xong là nhà có đi xuống dưới kia khám xong là có kết quả như nào báo cho anh nhé. Thôi chịu khó ở đây với con nhé. Thế này mà nếu mà khỏe thì chắc mai ngày kia được về đúng không? Nếu mà có khi sốt đấy là hồng cầu cháu mà giảm xuống là được về ạ. Bây giờ lại hồng cầu lại tăng lên nhỉ. Thì bác sĩ là mai có cái thuốc ở dưới Hà Nội thì mang lên đây để các bác sĩ tiêm xem là nó có xuống được không. Thôi hai mẹ con nghỉ nhá. Anh đi về đây. Có kết quả hay như nào nhớ báo cho anh biết nhá. Vâng ạ. Anh đi đây. Vâng ạ. Em vừa ở trong bệnh viện chỗ phòng của cái cháu đấy, nhưng mà thật sự với ở các bác là em cũng không dám chia sẻ nhiều. Bởi vì cháu còn bé, nhưng mà bây giờ tạm thời là nói là cháu cũng sẽ hiểu bệnh tình của cháu, sợ cháu buồn đấy các bác đấy. Nên là không dám chia sẻ nhiều. Như hôm trước ở nhà cháu là cũng bố mẹ cũng không dám chia sẻ, bảo cháu là đi vào trong nhà đi rồi mới dám nói chuyện. Cháu là tình trạng bệnh rất là
nguy kịch các bác. Đó là bây giờ mẹ bảo, mẹ cháu bảo là mấy hôm nữa thì là sẽ là đi xuống để tiếp tục bố mẹ thử xem là bố mẹ là ai thận của ai hiến được, ai hợp thì sẽ là hiến được cho con. Nếu mà người nào hiến được một trong hai người là cực kỳ tốt thì mang lại hy vọng cho cháu. Nhưng mà chưa có kết quả xét nghiệm nên là chưa biết được là tình hình như nào. Cháu bé rất là thương, năm nay có 8-9 tuổi. Hôm trước Phen hỏi rồi cũng không rõ, nhưng mà không biết là khoảng tầm 8-9 tuổi đấy các bác. Nhưng mà đợt này đi học là sẽ không đi học được, mà là phải đi chữa trị bệnh đã. Cũng mong là nhận được tình cảm hỗ trợ giúp đỡ từ các bác, các mạnh thường quân giúp cho gia đình. Bởi vì hôm trước Phen vào gia đình cũng khó khăn lắm, chẳng có gì cả. Chồng bạn ấy sinh năm 91, còn nhỏ tuổi, đi phụ vữa thôi. Còn vợ thì suốt ngày phải ôm con đi bệnh viện. Hôm trước vừa đi bệnh viện tiêm, lên đến đây thì lại về nhà được một hôm thì là sốt, là ban ngày về là sốt, buổi tối là phải đi xuống bệnh viện Vị Xuyên này luôn. Nó bây giờ là mới bảo là bị hồng cầu nó tăng, xuất huyết hồng cầu nó tăng lên nên là không dám ở nhà, phải gửi thuốc ở dưới bệnh viện lên cho em để em tiêm. Cũng mong là những điều tuyệt vời, phép màu tốt nhất để đến với em. Bây giờ là cấy ghép thận, nếu mà bố mẹ mà hợp ấy, là một cho con ấy, thì là điều rất là tốt. Nhưng mà cái kinh phí mà để mà ghép thận ấy, nó cũng không phải là rẻ, là gánh nặng cho gia đình. Bây giờ em còn nhỏ, còn cả một cái tương lai lớn, nên là phải cần sự giúp đỡ chung tay từ tất cả xã hội. Bởi vì gia đình không có, cũng mong là Phen nhận được bao nhiêu Phen sẽ giúp cho gia đình. Video của Phen thì chia sẻ đến đây cũng xin được kết thúc. Phen trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phen, và cũng mong muốn là những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với cháu. Là bây giờ mà bố mẹ là hợp, một trong hai người là hiến được thận cho con này, sau đó là nhận được tình thương, tình cảm từ các bác giúp cho thêm chút kinh phí để gia đình đi lại, ăn uống, thì là tuyệt vời. Là Phen sẽ xin được ghi nhận và sẽ gửi đến gia đình không thiếu 1.000 nào. Bởi vì những người ốm đau bệnh tật, và đặc biệt là con trẻ tương lai phía trước, những người người ta có hai quả thận ấy, thế thì người ta còn ốm đau, người ta còn không chịu được. Đây em có một quả thận thôi, chỉ có đúng một quả, nhưng một quả đấy nó đang suy và yếu dần đi, không thể sống tồn tại được quả đấy nó lâu nữa, sẽ dần dần là yếu đi, không thể là lọc máu được, là phải chạy bằng máy lọc nhân tạo, giống như các bác đi lọc thận ấy, rất là khó khăn. Mong các bác quan tâm đến gia đình của cháu. Xin chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.